Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng về ồn ào mua nhà cho trợ lý, khẳng định không qua mặt Quỳnh Quỳnh. Vì quá bức xúc trước tin đồn cặp kè trợ lý riêng, Lê Dương Bảo Lâm mới đây đã lên tiếng làm rõ sự thật, khẳng định xem Hải Vót là người em thân thiết chứ không như mọi người nói. Thời gian gần đây, nhiều người bắt gặp Dương Lâm và TikToker Hải Vót thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Ngay cả ngày vui của Puka, Ghiên Tuấn Kiệt hay Phương Lan Phan Đạt, người đồng hành cùng nam diễn viên luôn là trợ lý chứ không phải bà xã Quỳnh Quỳnh. Cũng chính vì vậy mà mạng xã hội mới xuất hiện tin đồn thành viên hai ngày một đêm qua mặt vợ cặp kè với Hải Vót, thậm chí còn chi tiền khủng mua nhà cho trợ lý riêng. Trước những lời đàm tiếu đầy rẫy trên các diễn đàn mạng, Lê Dương Bảo Lâm và Hải Vót đã nhanh chóng đăng clip lên tiếng và làm rõ mối quan hệ của cả hai. Theo đó, quán quân Cười Xuyên Việt khẳng định không hề có chuyện yêu đương tư tình như mọi người đặt nghi vấn. Ông xã Quỳnh Quỳnh cho biết thêm, Hải Vót là cậu em có tài năng nghệ thuật nhưng chưa có duyên với nghề nên anh đã quyết định nâng đỡ TikToker này. Trợ lý cũng là người đã quay dựng video cho Dương Lâm giúp anh trở nên viral như hiện tại. Thật ra những clip TikTok các trang của Lâm đều do bạn làm hết, có nghĩa là cả hai hỗ trợ qua lại. Lâm chỉ dạy bạn kinh nghiệm làm nghề, còn quay dựng video cho Lâm là bạn này làm. Những bạn trẻ nào có tài năng, sự cố gắng, Lâm đều hướng dẫn tận tình, nam diễn viên hài chia sẻ trong clip. Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm còn tiết lộ những ngày mẹ của Quỳnh Quỳnh qua đời, ông xã Mai Kim Liên cũng chính là người đã ghi lại những khoảnh khắc của gia đình chia sẻ trên mạng xã hội. Đó là những video đã lấy đi nước mắt của công chúng. Các clip của tôi một tay do Hải Vót làm. Lúc mẹ vợ tôi mất, Hải làm mọi thứ chứ không phải tôi. Vì tôi làm gì có tâm trạng để làm clip cho các bạn. Và chúng tôi chỉ muốn đập tan tin đồn ngoại tình này, ông xã Quỳnh Quỳnh nói. Ngoài Hải Vót, Dương Lâm còn giúp đỡ một trợ lý khác có giọng hát hay nhưng chật vật mãi chưa nổi tiếng. Quán quân Cười Xuân Việt cũng là chàng ca sĩ đến hát ở đám cưới Puka, Ghiên Tuấn Kiệt tại Đồng Tháp, giúp anh được nhiều người biết đến và có thêm show diễn. Những chia sẻ của ông bố hai con khiến khán giả càng thêm yêu mến vì luôn tận tình giúp đỡ hậu bối. Trước khi lên clip giải thích chuyện liên tục xuất hiện cùng Hải Vót, nhiều người để lại bình luận nghi vấn Lê Dương Bảo Lâm ngoại tình như: sao lại mặc đồ đôi ở đám cưới của Puka thế kia? Quan hệ của hai người này là như thế nào nhỉ? Sao tôi thường xuyên thấy hai người này xuất hiện cùng? Lê Dương Bảo Lâm hiện đang là một trong những diễn viên nam đông fan trên mạng xã hội, thế nhưng anh chàng cũng có khá nhiều anti fan. Mỗi bài viết của ông xã Quỳnh Quỳnh đăng tải đều hút vài chục nghìn lượt tương tác bình luận. Tại tiệc cưới của Puka và Ghiên Tuấn Kiệt trong tháng 11, quán quân Cười Xuân Việt quay nhiều video cập nhật tình hình tiệc cưới, clip nghệ sĩ Việt quẩy trong tiệc cưới viral. Chẳng những thế, nam diễn viên còn quay clip hài hước tạo xu hướng là tặng bao tiền lẻ trong đám cưới của đồng nghiệp thân thiết. Về phần Hải Vót, anh chàng tên thật Phạm Duy Hải sinh năm 2000 đến từ Thái Bình. Cuối năm 2002, Hải thu hút sự chú ý của công chúng khi tổ chức hôn lễ với TikToker Mai Kim Liên. Thời điểm đám cưới diễn ra, trên mạng xã hội liên tục lan truyền loạt ảnh chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào của Hải Vót và Mai Kim Liên. Điều khiến người xem chú ý chính là việc cô dâu sở hữu ngoại hình mẫm mỉm trong khi chú rể nhỏ nhắn và khuôn mặt điển trai. Trong một số góc chụp, cô dâu họ Mai đã không nén được sự xúc động khi được gia đình chồng yêu thương và quan tâm. Hiện Hải Vót đang sở hữu kênh TikTok với 2 triệu follower và hơn 56 triệu lượt thích. Bên cạnh việc sáng tạo nội dung trên nền tảng này, anh cũng từng tham gia diễn xuất.